Bản tin tài chính hôm nay có những tin chính sau. CPI tháng 7 có tăng cũng khó ngăn Fed hạ lãi suất vào tháng 9. Hủy niêm yết cổ phiếu HBC và HNG từ ngày 6 tháng 9. Sóng nhiệt ở Đông Âu và nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu. Bangladesh nỗ lực trấn an các khách hàng phương Tây nhưng tương lai vẫn khó đoán. FDI Việt Nam thuộc hàng cao nhất ở ASEAN. Thành phố Hồ Chí Minh có thể mất hàng thế kỷ để làm 500 km đường sắt đô thị. EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép cá nóng. Tình hình bán hàng của các doanh nghiệp địa ốc nửa đầu năm. Sóng nhiệt ở Đông Âu và nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tại Ukraine, một trong các nước xuất khẩu ngô chủ chốt trên thế giới, nhiệt độ trong tháng 7 đã tăng vọt lên trên 38 độ C. Đây là một điều bất thường đối với quốc gia Đông Âu này. Theo bà Tatiana Adamenko, chuyên gia bộ phận nông nghiệp tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ukraine, các ước tính sơ bộ cho thấy thu hoạch ngô của Ukraine trong vụ mùa năm nay sẽ thấp hơn 20-30% so với dự kiến. Tình trạng hạn hán kéo dài nhiều tháng cũng ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của cây ngô tại nước láng giềng Romania, một trong các nhà cung cấp ngô chính của Liên minh châu Âu, EU. Mặc dù giá lương thực toàn cầu vẫn bình ổn trước đợt nắng nóng ở Đông Âu, nhưng một số bất ổn tiếp tục tồn tại trên thị trường, khiến các nhà giao dịch cảnh giác. Bangladesh nỗ lực trấn an các khách hàng phương Tây nhưng tương lai vẫn khó đoán. Trong vài tuần qua, Bangladesh, nhà sản xuất hàng may mặc lớn thứ hai thế giới, đã phải đối mặt với biến động lớn khi người dân tổ chức biểu tình để phản đối triển vọng việc làm ảm đạm. Tình trạng tắc nghẽn trên đường phố buộc một số chủ nhà máy phải tạm ngừng giao hàng. Một số nhà máy khác bị những kẻ phá hoại đốt cháy. Một số tàu chở hàng phải chờ tới 5 ngày để xếp dỡ hàng hóa tại cảng Chittagong. Ông Muhammad Yunus, nhà kinh tế từng đoạt giải Nobel Hòa bình, đã tiếp quản chính phủ lâm thời vào ngày 8 tháng 8 và kêu gọi mọi người bình tĩnh. Trong bối cảnh tình hình có vẻ đã ổn định hơn, nhiều chủ nhà máy cho biết họ đang xoay sở để đưa doanh nghiệp hoạt động trở lại. Công nhân cũng mong muốn trở lại làm việc và nhận lương. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà phân tích, do bất ổn liên miên và mức lương của người lao động đang trên đà tăng, khả năng cạnh tranh của Bangladesh sẽ suy yếu. Chưa kể, cơ sở hạ tầng của Bangladesh cũng kém hơn các đối thủ như Trung Quốc và Việt Nam. CPI tháng 7 có tăng cũng khó ngăn Fed hạ lãi suất vào tháng 9. Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 vào ngày 14 tháng 8. Theo tờ Bloomberg, CPI có thể tăng nhẹ trong tháng 7 nhưng điều này sẽ không ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, hạ lãi suất vào tháng 9. Các nhà kinh tế dự đoán CPI tháng 7 sẽ tăng 0,2% so với tháng 6. Khi so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 7 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng với một trong những tốc độ thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Xu hướng hạ nhiệt của áp lực giá trong thời gian gần đây đã giúp các quan chức Fed có thêm niềm tin để sớm bắt đầu giảm chi phí đi vay và tập trung vào thị trường lao động. Tuần này, nhà đầu tư cũng sẽ đón nhận một báo cáo quan trọng khác là doanh số bán lẻ tháng 7. Các chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, St. Louis, Philadelphia và Chicago cũng có lịch phát biểu trong tuần này. Warren Buffett, người chơi carry trade đúng cách. Nhiều nhà đầu tư phải vội vã đóng các giao dịch chênh lệch lãi suất carry trade bằng đồng yên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất. Tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại Warren Buffett cũng là một tay chơi lớn trên thị trường carry trade, nhưng người ta lại đang ngả mũ thán phục hơn là tỏ ra lo sợ. Năm 2020, Berkshire tiết lộ họ đang nắm 5% cổ phần tại 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản. Cho đến nay, tập đoàn đã nâng tỷ lệ sở hữu tại mỗi công ty lên 8%, tổng giá trị vị thế khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Khác với nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy vay yên và đầu tư vào tài sản ở các quốc gia khác, Berkshire phòng ngừa rủi ro tiền tệ bằng cách đi vay gần 10 tỷ yên, sau đó đầu tư vào chính thị trường Nhật Bản. Các khoản vay của Berkshire phải đến năm 2060 mới đáo hạn. FDI Việt Nam thuộc hàng cao nhất ở ASEAN. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 7 tháng đầu năm có 18 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. FDI thực hiện tại đạt mức kỷ lục với 12,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia HSBC, chi phí cạnh tranh và môi trường đầu tư thuận lợi đóng vai trò trọng yếu trong thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là công ty sản xuất đến Việt Nam xây dựng nhà máy và xuất khẩu hàng hóa. Việt Nam cần nhiều bước tiến tích cực, nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực kỹ thuật và cải thiện cơ sở hạ tầng hiện tại để tạo điều kiện và hỗ trợ cho những dòng vốn FDI mới. Minh chứng rõ nét nhất cho thấy nền kinh tế phục hồi. Theo ông Lê Anh Tuấn, giám đốc khối đầu tư Dragon Capital, một minh chứng rất rõ nét cho việc khu vực sản xuất, xuất khẩu đang phục hồi nhanh chóng chính là tăng trưởng tiêu thụ điện và số container xuất cảnh. Năm 2022, chỉ số tiêu thụ điện giảm mạnh và lần đầu tiên tăng trưởng âm vào đầu năm 2023. Đến nay, chỉ số này đã bắt đầu phục hồi, trở lại mức 9-11% như giai đoạn 2018-2019. Chuyên gia từ Dragon Capital cho rằng khi tăng trưởng tiền tệ thấp hơn tăng trưởng tín dụng, thì vòng quay của cả dòng tiền trong nền kinh tế đều yếu hơn. Khi nền kinh tế chạy dưới mức trung bình thì không có gì phải lo về lạm phát. Thành phố Hồ Chí Minh có thể mất hàng thế kỷ để làm 500 km đường sắt đô thị. Dự kiến đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm 183 km đường sắt đô thị và đến năm 2045, thành phố có thêm 168 km, nâng tổng số đường sắt đô thị là 352 km.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết nguồn vốn để thực hiện chủ yếu từ đầu tư công, khai thác quỹ đất, trái phiếu địa phương. Đến năm 2035, thành phố cần khoảng 36 tỷ đô la Mỹ, năm 2045 cần 33 tỷ đô la Mỹ, năm 2060 cần 48 tỷ đô la Mỹ. Ông Mãi nhấn mạnh nếu không có cơ chế vượt trội mà cứ thực hiện theo quy trình đầu tư công thì thành phố mất 20 năm để làm 20 km metro số 1, tương đương mất hàng thế kỷ để làm 500 km. EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép cá nóng. Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương, Ủy ban châu Âu đã ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cá nóng có xuất xứ từ Ai Cập, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam, nhập khẩu vào Liên minh châu Âu, EU. Một số hàng hóa được loại trừ như thép không gỉ hoặc thép điện silicon định hướng hạt, thép công cụ và thép công cụ có độ cứng lớn chuyên dụng, thép không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi. Cục Phòng vệ Thương mại nêu rõ, trong thông báo khởi xướng, Ủy ban châu Âu, EC đã cung cấp chi tiết các nội dung liên quan tới bên yêu cầu, hàng hóa bị điều tra, cáo buộc bán phá giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả. Áp lực nợ xấu tiếp tục gia tăng. Nợ xấu tiếp tục ghi nhận tăng cao tại nhiều ngân hàng không chỉ gây áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận mà còn làm tăng nguy cơ rủi ro tín dụng. Trong số 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024, có tới 24 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng, với nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng nợ xấu tuyệt đối lên đến 30-50% so với cuối năm trước. VP Bank dẫn đầu với tổng nợ xấu 31.712 tỷ đồng tăng 11,6%, Agribank có tổng nợ xấu 29.274 tỷ đồng, tăng 2%. BIDV và Vietinbank ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt là 28% và 48,4%. Tình hình bán hàng của các doanh nghiệp địa ốc nửa đầu năm. Trong nửa đầu năm, giá trị hợp đồng bán hàng của Vinhomes đạt 51.700 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dự án Roja Island đóng góp 81%. Hoạt động kinh doanh của Khang Điền ghi nhận chi phí bán hàng, bao gồm hoa hồng, quảng cáo, tăng trở lại, gấp hơn 4 lần cùng kỳ, cho thấy hoạt động bán hàng có tín hiệu khả quan hơn quý 2 năm ngoái. Chứng khoán Vietcap cho biết hoạt động chuẩn bị mở bán dự án trên toàn quốc diễn ra sôi động trong nửa đầu năm 2024, với các đợt mở bán dự án mới được triển khai trong quý 2 năm 2024. Doanh số bán hàng và dòng tiền của chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ cải thiện nhẹ trong 12 đến 18 tháng tới. Hủy niêm yết cổ phiếu SBC và SNG từ 6 tháng 9. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, đã ra quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu SBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và cổ phiếu SNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, SAGL Agrico, từ ngày 6 tháng 9. Lý do hủy niêm yết là do công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. Trước đó, phía Công ty Hòa Bình đã phản đối quyết định hủy niêm yết. Còn chủ tịch Trần Bá Dương khẳng định, nếu cổ phiếu bị hủy niêm yết và giao dịch tại sàn Upcom, SAGL Agrico vẫn công bố thông tin minh bạch. Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn qua đời. Thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC Corp, mã chứng khoán DIC, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã qua đời vào ngày 10 tháng 8. Ông Tuấn sinh năm 1957, quê quán Thanh Hóa. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế, kinh qua nhiều vị trí tại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, trở thành Giám đốc nhà nghỉ Bộ Xây dựng vào năm 1990. Năm 2008, từ đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, công ty được cổ phần hóa thành DIC Corp ngày nay với danh mục quỹ đất và các dự án lớn ở thành phố Vũng Tàu. Lọc hóa dầu Bình Sơn thu về 63.000 tỷ trong 7 tháng. Ông Bùi Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết trong 7 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn sản phẩm, tiêu thụ 3,3 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt 63.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 6.500 tỷ đồng. Riêng quý 2, doanh thu đạt 24.428 tỷ đồng, lãi ròng 768 tỷ đồng, giảm 27% và 43% so với cùng kỳ. Do nhà máy phải tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng vào tháng 4, chênh lệch giá dầu thô và thành phẩm khu vực thu hẹp, chi phí trích lập dự phòng tồn kho tăng.